Đây là một chú chim chòe lửa hót rất căng nha các bạn. Rất là inh tai luôn. Đã đủ để đáp ứng nhu cầu cho bạn rồi. Đây nhé. Chúng ta đang kiểu thuốc lào rất là tốt nha. Đây, đuôi tuy hơi ngắn thôi nhưng mà giọng hót thì rất là ok. Rất là điếc tai luôn. Em đứng gần em cảm thấy rất là điếc tai với cái con này. Vừa tắm xong nhé. Rất là nhức đầu luôn ạ. Thank you.